cho nên học vấn chân thật cần có thời gian. Không có thời gian thì phải có môi trường thanh tịnh, không bị quấy nhiễu thì mới có thể thành công. Những ngoại duyên này có được thật không dễ. Cho nên những thứ của Hoàng lão và Hạ lão đều là chánh pháp, đều không phải tà pháp, vô cùng khó được. Câu hỏi tiếp theo vẫn là trong đại kinh giải của Hoàng lão cư sĩ: có lấy quả làm nhân, từ quả khởi tu, sở tu tức quả, nhân quả đồng thời. Lấy biển nguyện nhất thừa của Di Đà, lấy quả giác cứu cánh của lục tự hồng nhân, làm nhân tâm chúng sanh chúng ta. Ngay nơi tướng tức đạo, tuy sự mà là lại chân, từ chỗ có niệm khéo nhập vào vô niệm, tức tâm phàm mà nhân hiển bày quả đức. Kính thỉnh pháp sư khai thị đoạn tinh nghĩa này. Đoạn tinh nghĩa này ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua, các vị có thể tham khảo. Đặc biệt là đoạn sau cùng kinh này, mặc dù không giảng hết, chỉ giảng đến ba bậc giảng sanh cũng chưa giảng xong, tôi sẽ tìm thời gian khác để giảng tiếp. Điều này giảng rất tỉ mỉ, có thể làm tham khảo. Ở đây không mất nhiều thời gian nữa, cho nên sự thù thắng của pháp môn tịnh thông ngay trong mấy đoạn văn này có thể xem thấy. Tịnh tông là từ trên quả mà tu, nhân quả đồng thời, không giống pháp môn khác là tu nhân chứng quả, vậy thì khó. Bạn xem, từ có niệm khéo nhập vào vô niệm, đoạn này rất quan trọng. Chúng ta khởi tâm niệm Phật là có niệm. Dùng câu Phật hiệu này để thay thế cho ý niệm của chúng ta, quy vào câu Phật hiệu này. Phật hiệu là quả hiệu của Như Lai, chứ không phải là nhân hiệu. Chúng ta niệm Bồ Tát là nhân, niệm Phật là quả. Quả này chính là quả từ trong tự thánh. Cho nên trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, các bạn có thể xem thấy tâm ta tức là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật tức là tâm ta. Cho nên đây là quả chân thật của tự thánh. Mấu chốt vẫn là phải niệm bạc sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước, để cho tâm không có bất kỳ vọng niệm nào, chỉ có một câu Phật hiệu. Đây chính là từ có niệm khéo nhập vào vô niệm. Sau cùng chỉ có một câu A Di Đà Phật. Đến sau cùng một câu A Di Đà Phật này, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, có niệm và vô niệm là một không phải hai. Đây mới đạt đến rốt ráo. Đúng thật tuy là phàm phu, nhưng nhanh hiển bày quả đức. Cho nên pháp môn này thù thắng không gì bằng. Câu hỏi thứ 11: nhân viên bảo vệ môi trường thường hay phê bình việc phóng sanh sẽ phá hoại sinh thái tự nhiên, đe dọa không gian sống của sinh vật bản địa. Xin hỏi cách nói này có chính xác không? Làm sao để đạt được mục đích phóng sanh mà không quấy nhiễu đến các loài vật ở trong môi trường bản địa? Phóng sanh phải điều tra bạn thả ở nơi nào, nơi đó có thích hợp hay không, không được quấy nhiễu những sinh vật bản địa. Đồng thời những sinh vật mà bạn thả, chúng cũng có thể sống được, không phải là tùy tiện đi thả. Tùy tiện đi thả thì không có trách nhiệm rồi, cho nên có đôi khi tạo thành lỗi lầm. Nhất định phải điều tra trước cần thả những thứ gì. Nói thật ra ô nhiễm hiện nay vô cùng nghiêm trọng. Nước có ô nhiễm, không khí có ô nhiễm, rất phiền phức. Cho nên hiện nay nhiều nói về phóng sanh không bằng đề xướng hộ sanh. Yêu thương bảo vệ động vật, yêu thương bảo vệ động vật quan trọng nhất chính là không những không sát sanh, tốt nhất có thể làm được là không ăn thịt. Đây thực sự là giúp cơ thể khỏe mạnh. Không những không ăn thịt mà đối với việc ăn chay, chúng ta đề xướng tự trồng rau. Hồng Kông thì rất khó, không tìm được đất đai.
Nếu không có cách gì thì di dân đến những vùng ven ở Hồng Kông, tôi thấy ở khu vực giáp ranh giới Thâm Quyến còn có một số ngọn núi chưa có người ở. Đến nơi đó, ở đó có chỗ trồng rau. Dân số Hồng Kông quá đông, nổi tiếng toàn thế giới. Thành phố đông dân nhất thế giới xếp ở đầu tiên là Hồng Kông. Người nước ngoài rất bội phục. Họ nói người thông thường rất khó chịu được, vậy mà người Trung Quốc có thể chịu được. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử mới học Phật, vọng tưởng tạp niệm rất nhiều, phiền não nghiệp chướng sâu nặng, nhưng hai lần gặp người nói với con là trên thân phóng ánh sáng vàng, xin hỏi vì sao như vậy? Bạn có cảm thấy mình phóng ánh sáng vàng hay không? Điều người ta nói bạn có thể tin tưởng hay không? Cho nên tốt nhất, người khác nói gì cũng không được tin. Phóng ánh sáng vàng, phóng kiêu quang là tốt. Phóng ánh sáng xám, phóng ánh sáng đen là không tốt, đều không được nghe. Tâm của mình tốt, rất quan trọng. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.